con người của mình trong cái vũ trụ này cũng không quan trọng. Nhưng nó sẽ quan trọng nếu chúng ta sống có ý nghĩa, sống một cuộc đời có giá trị, sống một cuộc đời mà đem lại được hạnh phúc cho người khác, thì cuộc sống đó bắt đầu có giá trị, bắt đầu có ý nghĩa. Chứ còn nếu so sánh trên cái phạm vi của toàn thế giới hay toàn vũ trụ, thân phận của một con người là vô nghĩa, không đáng kể. Có một lần em có một cái phim vậy, có một cái tay khủng bố nó tính kích nổ một cái bom hạt nhân. Thì cái người điệp viên là 007 mới nói: anh tính giết luôn cả một cái thành phố, là mấy một thị trấn mấy chục ngàn người này à. Cái tay khủng bố nói: thì mỗi năm tông xe chết cũng nhiêu đó mà, có gì đâu. Tức là họ xem mạng người rất là rẻ. Đối với những con người mà họ ác độc, họ xem mạng sống con người rất là rẻ rúng. Nhưng mà nếu